huấn luyện viên Nihino thán phục phong độ của đội tuyển Việt Nam. Tôi thán phục về phong độ của Việt Nam gần đây. Khi nhận lời làm huấn luyện viên Thái Lan, tôi đã biết Việt Nam đang có phong độ cao, thắng nhiều đội trong khu vực và châu lục. Đây là điều tuyệt vời. Bóng đá khu vực đang có sự tiến bộ giữa các đội. Việt Nam và Thái Lan là kình địch trong khu vực. Đây là cơ hội tốt để các đội học hỏi nhiều hơn từ sự tiến bộ của Việt Nam cũng như cải thiện nhiều hơn về bức tranh bóng đá Đông Nam Á. Huấn luyện viên Nihino nói trong cuộc họp báo ngày 18 tháng 11. Tuy nhiên, chiến lược gia người Nhật vẫn tin tưởng vào tiềm năng của bóng đá xứ Chùa Vàng. Các cầu thủ Thái Lan hiện tại có nhiều tiềm năng để phát triển và thể hiện khả năng của mình. Tôi biết được thất bại của Thái Lan trước các đối thủ khác. Đó là điều không đáng có. Nhưng vẫn sẽ có con đường phát triển của Thái Lan. Đó là làm việc chăm chỉ, tìm hiểu kỹ đối thủ, cố gắng hết có thể và hoàn thiện chiến thuật tốt nhất có thể. Huấn luyện viên Nihino tự tin phát biểu. Trước câu hỏi vì sao đội tuyển Thái Lan không sử dụng sân tập cho VFF bố trí mà đi thuê sân ngoài, chiến lược gia người Nhật đã có những lý giải khá hợp lý. Chúng tôi cảm kích VFF cung cấp sân tập cho chúng tôi. Nhưng chúng tôi cần tìm sân bên ngoài vì Thái Lan có một số điều chỉnh nhân sự và chiến thuật. Vì vậy tôi không muốn sự tham gia của báo chí. Những gì mà chúng tôi thay đổi sẽ được thể hiện trên sân Mỹ Đình ngày mai. Điều đó sẽ có ích hơn khi thi đấu ở sân tập ngoài, ông Nihino cho biết. Xuất hiện cùng huấn luyện viên Nihino là thủ môn Kain, người gác đền của đội tuyển Thái Lan cũng có những lời phát biểu khá khách khí khi nói về đội chủ nhà trong trận đấu ngày mai. Việt Nam gần đây là không thể ngăn cản, rất mạnh. Chúng tôi sẽ quyết tâm, đoàn kết để mang về kết quả tốt nhất cho Thái Lan, thủ môn Kain cho biết.